Ok, hello, chào các bạn. Chào mừng các bạn quay trở lại channel Đông Bộ Nụ Vlog của Sống Châu Phi. Thì hôm nay vẫn gần đầu năm mới nha các bạn. Ở bên đây, người dân bên đây thì vẫn là hôm nay vẫn là mùng 2 Tết. Thì các em trong team thì anh em mình vẫn cho nghỉ đến mùng 3, mùng 4 thì các em đi làm lại bình thường nha các bạn. Thì hôm nay vào đầu năm mới thì mình cũng trong team cũng nhận được một tin vui là em quay phim của mình, em Gabi đấy, vợ cũng mới sinh em bé được hôm trong năm sinh vào hôm 30 Tết các bạn. Thì hôm nay nhân dịp đầu năm mới thì trong thời gian các em đang nghỉ thì mình cũng ghé thăm gia đình em, cũng như tí đã đến thăm vợ con em đó, cũng như thành viên mới của team vào nhân dịp đầu năm mới nha các bạn. Thì hiện tại nhà em ở đây, nhà em đây mới ăn hỏi chưa cưới, nên là vợ thì đang ở bên nhà mẹ đẻ, vợ mới con lên ở bên nhà mẹ đẻ. Gabi, ông thấy tôi đến ông về ông nong nhà sao đấy cô mù tôi đây. Philip Anu Novo. Obrigado. Chào các bạn kìa. Ok, tôi chào các bạn. Mình tên là Gabi. Có một. Ai Anu Novo kêu? Ta bố? Sì, ta bố. Sì. Sì. Vano, ago la chiedo, vai a visita te o fini. Come ne è, con tu fai me. Sì. Io Philip Anu Novo. Sì, ta bố. Ta bố? Sì. Ê, cô mù, phát ra kìa, đen được. Ê, nhà đây. Ê, các em ấy ở trong bản thì mỗi em đều có cái ngôi nhà riêng, nhà nhỏ. Đây là nhà riêng của em đấy nhé các bạn. Nhìn nhỏ này. Aqui depois aqui camisa do in nebo money con fini vai on. Aqui. Chưa cưới, ngôi nhà này cũng mới làm thì ở một mình. Chứ mình đang vừa mình cũng hỏi là sau này cưới vợ mấy con thì ở đây sao được. Nhỏ quá. Ý, xem nào. Tổ ấm của ông kia nào. Ý, xây. Đeo đây. Đây. Phòng của em đi. Úi giời. Đi đô này, biết đi. Ê, không. Ý. Ông cũng cờ đỏ sao vàng ấy, Việt Nam ấy. Ê, ban đây là Việt Nam người ta nữa. Sì. Đấy, phải vậy đi. Đi làm với người Việt Nam phải có cờ đỏ Việt Nam ấy, treo trong nhà cái này đi. Tuyệt vời. Ui, bàn làm việc này. Có làm việc gì không mà có bàn này. Ê, ta bún đi tụi. Gì. Ê. Ê. Ê, nhà nhỏ như chồng chim bên này. Không làm to luôn. Để kiểm tra tí xem nào. Đồ đạc. Gọn gàng, móc quần áo, cẩn thận không, thông minh phết đi Điệp. À, hôm nay là có Điệp béo đi quay phim hộ các bạn ạ, các em này để các em này nghỉ anh nha. Giường ấy, ta bông cam à? Sì. Nói chung là áo của mình như này cũng ổn ổn rồi. Đóng trần. Áo của đời nên vào bao nồi vai cà già. Sì. Quello di visita con Teo, mone è un fine, tutto femmina a chi mai mone. Sì, sì, davvero. Davvero, vai giù. Sì. Thì vào nhà em đấy, thì để đưa sang nhà mẹ vợ, thăm nhà mẹ vợ. Đi đầu năm mới đi thăm bà đẻ này, đi sang nhà mẹ vợ để thăm vợ con em ấy tí các bạn ạ. Đóng thùng rồi, oai rồi. Ê, vai cá già ấy kìa, môn e kìa, mất tập bênh môn đi tổ. Sao nhà mẹ vợ mà nóng thùng cho đàng hoàng ấy. Ê, xê. Ê, mất tay. Xê cả, vai cá già luôn ấy, mất tay. Mình cũng mua chút quà các em đấy, thì anh em mình là thuê nhà là dưới thị trấn rồi. Thì dưới thị trấn ăn ở đấy thì chỉ cuối tuần mới về thôi. Về trên là bố mẹ cũng như về nhà riêng ở rồi, còn ăn uống thì đàng hoàng hết rồi. Mua chút quà để bây giờ đưa sang nhà mẹ vợ để tặng vợ, chăm sóc bà đẻ chứ. Các ông ở dưới thị trấn thì đầy đủ hết rồi. Ê, áp đi bắt thôi. Ok nha các bạn, thì anh em mình cũng đã bây giờ cũng đã đến chỗ nhà mẹ vợ em Gabi. Ô nha các bạn. Vai casa sogra. Ixi. Đấy, bà nhà mẹ vợ. Ê, đây mà. Sì. Anh muốn đây á? Sì. Bà ta đi. Ê, vợ đây. Philip Anu Novo. Obrigada. Aura Bano sẽ gái ký. Bà giờ là xuống xa của Aron. Không biết đâu nữa. Obrigada. Bà kia là gì? Để bối cùng ta cùng Awa Ken đi. Bè bè. Sì. Bà đập bình á? Đập bình. Sì. Đập bình. Nếu bà ấy kia vay đen được cơ rồi. Người chào nhé.
Ê, đến nhà vợ ấy, xấu hổ gì ấy. Đấy, để đưa đồ vào trong nhà. Kì. Ê. Ông ở kia sao ta đây? Ấy, ủ nhà này. Ấy cái giá buôn được tụi. Ấy, hoa thật, cây thật cái giá này. Ấy. Cây thật này, nhìn thật cái giá này. Ấy buôn đi tụi. Sì. Ấy nhà ngày xưa đây à. Ấy cái ca giá cái tem mù, tức mù ca giá cái bút tù gâu á. Sì, bút tù gâu. Bút tù gâu. Sì. À, người ngói này, ngói ngày xưa người bầu này. Vẫn họ về vẫn để lại. Phần nhà này, ngói chắc chắn không. Sì, tôi bay bay bay. Sì, 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 agora aí sossega aqui e vai visitar pai com tudo fama com Daniel de fini moderni com fini. Ah, tá bem. Sim, tá bem. Ok. Sim, tá bem. Muito obrigado. Sim. Sim. Ah, tá bem, tá bem. Tá bem. Ah, sim, sim. Nenê! Tá bem! Ih, em viane! Ih, nenê! Ih, em viane, qual é a minha... Menina? Sim. Con gái, con gái. Đầu năm làm tí con gái rồi. Áo là rất anh phim nè. Hả? Có một tao bên. Có một đinh luôn phát ra cô mùa ấy, ra bên xa bên. Sì, sì. Là quát đa đinh rồi, để bố phát ra mấy. Mấy ca giả gà đàn. Sì, sì, sì. Có một tên đinh luôn, ấy quát được phát ra cao giả mẹn luôn, nếp vào mô nê e. Công phi nè. Mấy ca đào phía cả bên. À, lê vào mùa dê đi. Sì. Bắt ta đến mày. Sì, tốt bên mày. Sì, tốt bên mày. Ta bên. Ừ, gì gà. Sì. Sì. Mẹ vợ, bố mẹ vợ. Essa a esposa, sim, que é a minha irmã mãe da filha Fatih. Sim. Olha, casamos em 1980, 86. Sim, tá bem. Só tivemos uns 10 filhos. Sim. De 11 faleceu. Sim. E agora do resto tudo, alguns também foram. Sim. E só ficamos com 7 filhos. 7 filhos. Ah, 7 filhos, sim. 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 E já estamos aqui, uma mais velha do coso aí da Mana Fatima, e está lá no Ambo. Está lá a estudar. Sim. O irmão dele está aí. Vem aqui, meu. Ah, esse aí é um dos irmãos dele. Ah, irmã dele. Ah, também já tem a casa dele. Casa que casa. Ah, tá, a casa dele. Sim. Esse sim. Ele viveu lá algum tempo lá em Luanda. Sim. A trabalhar aí nessa equipa meu de Vietnam. Sim, tá bem. Estava a trabalhar. Sim. Fazer hortaliza, ok, tudo, sim. Tá bem. Ah, e agora esse dia está para participar a camponesa. Sim. Ah, trabalhar com a enxada. Sim. Ah, sim, sim. Tá bem. O meu trabalho também é enxada. Sim. Vai, aula, você chega a quantos anos? Eu já tenho para 60. Sim, sim, tá bem. Tá bem. Ah, já é o último. Sim. Nené dormiu, hein? É me angu, ué. É me angu, né? Em bé mới rất sẽ là tới đấy đi á, quá từ đi. Sì, quatro. Quatro đi. Sì. Để được 4 ngày này. Anh em cùng mà, anh ấy ta về bình, anh nó ta muốn được phải đi. Đấy, anh ấy ta về. Sei uma menina. Menina. Tá bem. Fere força do trabalho. Sim, faça trabalho. Eu vou fazer bem em casa. Depois, momento mais fino. Menino. Ana, agora não tem casa bem grande. Ana, no casamento. Deixa eu ser um menino. Tá bem. Ah, tá bem, sim, sim. Gabi, depois você quer quanto fino? Eu sou dois, chega. Sou dois? Sim. Hã? Tá bem, aí dois filhos sei, cara. Não, eu quero muito, não tenho muito filho. Quando tem muito dinheiro, tem muito comida.
Aqui muito fino, fica bem. Ah, fica bem, fica bem. Ah, não, aí ninguém não tem, aqui como não tem. Aqui deita dois filhos. Aí chega. Eu sou dois filhos. Sim. Ah, vou estudar. Sim. Medicamento. Sim. Ah, tudo isso se você sim. não ganha o dinheiro que sim. vai para frente, depois. Sim. Não vale, não sim. vale. Criança quando, sofre. Sim, quando ganha muito dinheiro, né? Tá definido. Aí tá bom. Aí, Buto, tudo bem? Ah, tá aí o caçolo. Sim. Aí, e a vaca. É o Pedro. Último. Ah, último. Sim, tá bem. Nói chuyện to quá, ngủ dậy rồi. Ngủ dậy rồi. Em bé nói chuyện to quá, em bé ngủ dậy được rồi. Để mình mừng tuổi cho em bé. Mấy đồng? Aqui eu também aqui ano novo, Gabi, como mais? Vai. Eu quero boa festa aqui criança. Depois dessa aí mais ele como lá que como aí como bem dessa criança. Aqui Gabi. Sim. Sim. Aí mais eu também da boa festa dele. A tu dá o guarda bem. Sim, tá bem. Sim. Betina nem vinha, né? Dá aí, eu nem falei nem. Isso aí. Ui, não, ui. Ui, nhona. Ui, tira, mano. Aí, tira. Tira aí. Ui, trời. Dạy chứ? Đây, em bé đấy. Em đi cây. Anh này, yêu này. Ui, xe á. Giả bé nó chưa nhận là giống ai ạ. Ngủ ơi, ngủ ngon này. Ngủ ngon A cây. Vẫn đang ngủ ơi. Thế thôi không ạ. À, bảo cá bình. Thì. Lê bảo ưu phèo bố cả xã bố đàn xã. Bố bê nha. Để. Ý. Được ra ngoài xe lấy hộp bánh các bạn, hộp bánh vào để tí phát cho các em nhỏ. Criança, aí em boy phê tá? Em mai ra là đi ra boy phê tá criança, aqui, aí boy phê tá, aí anh à, boy phê, sim, là boy phê tá, aí, sim, aí. Obrigado. Sim, tem boa vida. Aí. Sim. Aí. Sim. Como? Obrigado. Sim. 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 Fala. Tá bem. Sim. Aí. Aí. Menina. Isso. Aí, é? Tá bem. Sim. Você é dom. Vamos ver na minha mão. Tá bem. Sim. Obrigado. Tá bem. Aqui, boa festa. Tá bem. Sim. Aqui, mais agora, depois, como tá? Criança. Sim, tá bem. Tá bem. Sim. Ah, vai. Agora, vai visitar, vai família com tudo aqui. Ah. Mulher aí, gapim com filho. Sim, não sei. Agora, nosso aqui, vai sair. Ah, tá bem. Ah. Sim. Já, yeah, tá tudo bem, tudo bem, tudo bem. Sim, tá bem. Gostei, gostei. Sim. Ah, tá bem, Felipe, ano novo. Ah, tudo fica bem, hein? Valeu, 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 sim. Valeu, valeu. Ah, mãe, okay. Tudo fica bem, hein? Sim. Como? Sim. Agora, vamos já falar bem. Agora tem filho. Sim. Como sempre vai estar bem. Sim. Hã? Sim. Deixa, como? Dinheiro aí, coisa, agora foi filho. Sim. Hã? É como? Ah, é, mãe. Ô, boa festa. Ngại quá. Okay. Ta bên em nó ai là nó tên đi cùng một ai đã bài phải thả mai cùng bài. Sẽ sẽ nó đây nè. Ta bên. Habitamos assim. Ta bên. Ta bên. Ok. Ok nhé bạn thì hôm nay nhân dịp vào đầu năm mới thì anh em mình cũng đến ghé thăm thành viên mới của Tem. Bố nằm cùng trong Tem anh em mình rồi. Thì bây giờ em bé này cũng là qua là một thành gọi là một thành viên mới, thành viên nhỏ nhất trong Tem của anh em mình thì vào nhân dịp đầu năm mới. Cứ vì chưa cưới vợ nên chưa đoán vợ về nhà riêng đấy các bạn, nên là anh em mình cũng ghé qua nhà bố mẹ vợ của em Gabi đến thăm gia đình cũng như thăm em bé nha các bạn. Thì đang này được bố mẹ vợ này tặng quà cho, tặng gà chứ. Muốn ôi đi gà được. Đây được bố mẹ vợ em tặng con gà này. Thì Aki, mai ông bà đã bao nụ bòi phê tả. À,
Ê, ta bình bao nổ về, aki đã bơi với ta bộ con rồi. Ai mà, yêu ta bình, đây này là, ai mà, đây ta bơi với ta, hả? Ta bình. Đây là anh em mình cũng gửi tặng lại các bác cái trị giá bằng con gà thì nhân dịp đầu năm mới thì nhận cho các bác cái vui thôi. Anh ta mới mua được ô về đi gà được mà. Ta về. À, có một phía cà phê nghe tôi được. Sí. Em mày. Phía cà phê á? Ta về mà. Sí. À, có một kia xà. Ừ, phía cà phê á. Ta về. Sí. Thì ok nha các bạn, thì bây giờ anh em mình cũng xin phép phải về nha các bạn, cũng chiều tối rồi. Thì video này anh em mình xin phép được dừng lại đây. Các bạn thấy video hay, video nghĩa cho anh em mình xin một like, một chia sẻ, một đăng ký kênh Đồng Bằng Lục Vlog Cuộc Sống Châu Phi để ủng hộ anh em mình có thêm nhiều động lực dành cho video hay, cũng giúp đỡ nhiều người khác nhìn nữa Châu Phi nha các bạn. Chào các bạn. Chào các bạn. Chào các bạn. Chào các bạn. Ta về. Sí. Phía cà phê á? Sí. ¿Vos te vas a la fiesta aquí? No. Sí. ¿Vas? Sí. Sí.